Dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng ngày 26 tháng 9 năm 2019 nha mọi người. Tối 26 tháng 9 năm 2019. Thì như một khi thôi, hàng về lúc nào thì em bán lúc đó nha mọi người. Đấy, sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng phần một cho mọi người cùng xem. Thì hôm nay thì có được về được ít thôi. Cái bạch hoa hoàng và trúc mành, kiểu mô tua, nhãn hương tam bảo sắc, tiểu hồ điệp rừng và một ít lồng và kim điệp xuân. Thì khách nào bạch hoa hoàng, khách nào hôm qua chưa chốt được thì mọi người hôm nay tiếp tục chốt nha. Đấy, thì em sẽ quay cụ thể từng phần một. Trước khi vào thì em giới thiệu kênh của em nha mọi người. Kênh của em là kênh núi rừng Tây Nguyên Channel 2 nha mọi người. Số điện thoại liên hệ là 070 611 5694 nha mọi người. Nếu mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp qua cho em qua số điện thoại này nha. Đấy, em sẽ quay từ trên xuống dưới cho mọi người cùng xem. Rồi, đầu tiên thì hàng bạch hỏa hoàng nha mọi người. Bạch hỏa hoàng thì em chia mẫu suất là 100.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được 9 suất thôi nha. Đấy, như clip ngày hôm qua thôi. Đấy, là mẫu suất như thế này thì không có trường này trải nha mọi người. Đấy, bạch hỏa hoàng thì hàng mới vừa về, rất là ok. Đấy, trải rất là ok nha mọi người. Cái dòng bạch hỏa hoàng này hoa là cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Và thân nó chỉ có lùn như khúc như thế này thôi mà, nhưng mà hoa rất là bự, to hơn cả cái thân lá của nó luôn đấy. Đấy, một cái này là em để rễ luôn nha mọi người. Đấy, nên mọi người nhìn nó rơm rơm vậy thôi. Nên cái rễ này để cho dòng cây này nhỏ, em để rễ mọi người về đính vào trong nó cho nó dễ nha. Đấy, còn cái đặc điểm của cái cây này thì nó như thế này rồi chứ nó không có to hơn được nữa. Đấy. Rồi, khách nào chưa sưu tầm được thì mọi người mua về sưu tầm nha. Đấy. Rồi, một suất như thế này là mang với giá là 100.000. Thì em quay đại diện thôi, nên phần nào cũng giống như phần nào nha mọi người. Đấy. Rồi, em chia phần nào cũng giống như phần nào thôi. Đấy, cái... Rồi, giống nhau hết nha mọi người. Đấy, em không có cần đánh số thứ tự. Đấy. Rồi, cứ một phần là 100.000 nha mọi người. Rồi. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì về hàng trúc mành nha mọi người. Đấy, trúc mành của vùng rừng Tô Mơ Rông Tâm nha mọi người. Đấy, mà một phần như thế này em bán với giá là 200.000 nha mọi người cho một suất trúc mành như thế này. Đấy, mọi người về trồng được một giò. Đấy, cứ một nắm như thế này là 200.000 nha mọi người. Đấy, em chia nhỏ ra cho mọi người để mua về sưu tầm. Đấy, cái nào giống như cái nào nha mọi người. Cái này là hôm nay là đang trồng này có nhiều giò nhỏ này. Đấy, tấm như thế này là giá 200.000 cho giá sưu tầm cho mọi người. Đây, này cũng 200.000, một phần là 200.000 nha mọi người. Đấy, hàng ok, mới vừa xanh tươi, đốt trúc mành này là đốt mập nha mọi người. Cơ mục nắm như thế này là 200.000 nha mọi người. Đây, 200.000 trên một suất trúc mành. Đấy. Rồi, phần nào cũng giống như phần nào nha mọi người. Nên như nhau. Rồi, đó là trúc mành quan tâm nha mọi người. Rồi, hoa của trúc mành rất là đẹp. Đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8 suất trúc mành nha mọi người. Một suất 200.000. Rồi. Rồi, tiếp theo cái loại lan hôm nay nữa là kiều mô tua nha mọi người. Kiều mô tua. Thì cái phần đầu tiên là 200.000, chỉ có hai phần thôi. Phần lớn và phần nhỏ. Phần lớn là 200.000 cho một phần nha mọi người. Đấy, có các chè như thế này. Đấy. Hàng rất là ok luôn nha mọi người. 200.000 trên một phần như thế này nha mọi người. Đấy. Đây. Đây. Đó, mọi người vô tư về trồng được tha hồ luôn. Đây là kiều mô tua, hoa màu vàng nha mọi người. Cái miệng của nó là nó tua. Này là kiều mô tua hay là thủy tiên tua nha mọi người. Đấy. Rồi, tiếp theo là phần số 4. Phần này là cây nhỏ. Đấy, rất là nhiều nha mọi người. Cây nhỏ là bán với giá là 150 thì một phần như thế này nha mọi người. Đấy, này hoa cực kỳ đẹp luôn. Này mọi người mua về làm giống thì cực kỳ ok. Rồi, một phần kiều tua 150 nha mọi người. Tiếp theo số 5 là nhãn hương tam bảo sắc nha mọi người. Hoa này, cây này là thuộc dạng cây lớn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, to này, dài, rất là đẹp. Này là mẹ bông con nha mọi người. Đấy. Đây, rất là đẹp, nó mọc như thế này.
Rồi, chùm thứ nhất, tiếp theo là chùm thứ hai. Đây, mẹ buông câu nha mọi người. Nhìn này. Mấy cái này nó mới độc đáo nha mọi người. Người về trồng thì nói thôi. Cái này là nhãn hương tam màu sắc, lá cũng xếp đó nha mọi người. Đây, có những cái nhánh mới này. Đấy, cái dòng này mọi người trồng gần đây là thoải mái luôn nè. Cực kỳ đẹp luôn. Hoa của giáng hương tam màu sắc thì có ba màu rõ ràng, tím, màu trắng, màu vàng, và đặc biệt hoa này rất là thơm nha mọi người. Đấy, hoa thơm mùa nước hoa hồng á. Đấy, cái này là những cái vết hoa này trong mùa vừa đậu ra đó. Đấy. Rồi, đó là phần số 5. Giáng hương tam màu sắc là cây lớn này 300.000 thêm một phần này. Tiếp theo phần số 6 cũng giáng hương tam màu sắc nha mọi người. Này là lá cũng ok, đây. Một phần như thế này. Cũng có các cây như thế này nha mọi người. Cây hàng đẹp. Đấy. Này là xếp nè, nó xếp đã chưa. Rồi, 150 đây một phần như thế này nha mọi người. Đấy, có cây là cứng lấy nè. Cứng là mềm đi. Rồi, 150 đây một phần. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Rồi, đó là phần số 6, phần số 7 cũng thế nha mọi người. 150. Đấy. Đây. Rồi. Đó, cây rất ok, hàng rất xanh tươi nha mọi người. Hôm nay do ít hàng này em cũng chịu khó lật từng cái cho mọi người cùng xem để dễ quan sát. Rồi, nói chung là ok hết nha mọi người. Đấy, cứ một phần dáng hương tam màu sắc như này là 150. Rồi. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì đến cái phần tiểu hồ điệp rừng nha mọi người. Đấy, tiểu hồ điệp rừng. Có nghĩa là cái dòng này là dòng... hồ điệp là mọi người biết rồi, có một cái cây hồ điệp mà chơi Tết á là đại hồ điệp, gọi là hồ điệp lớn, còn này tỉ hồ điệp thì nó nhỏ thôi, đã là gọi tỉ hồ điệp thì nó rất là nhỏ. Đấy, cái này trồng thì giống như trồng địa lan vậy nha mọi người. Đấy, người để rễ vừa thôi, đừng có trôn lắm, tiếp xúc này nó sẽ ra rễ và nó tự ăn xuống đất thôi. Đấy. Hoa của tỉ hồ điệp cũng cực kỳ đẹp, nó biến thiên từ rất là nhiều màu hoa. Đấy. Trắng, tím, hồng. Đấy. Này cái vòi hoa của nó thì phát từ từ các chân gốc phát lên nha mọi người. Cây rất là cao, cái vòi hoa rất là cao nha mọi người. Cây nó thì nhỏ nhưng mà cái vòi hoa rất là cao. Đấy. Cây này trồng trong chậu thì rất tuyệt vời rồi. Đấy. Rồi một phần như thế này em bán với giá là 100.000 nha mọi người, tiểu hồ điệp. Đây, một phần như thế này cũng có khoảng rất là nhiều, 2 này. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, cỡ khoảng 20 mấy về nha mọi người. Đấy, cũng rất là nhiều luôn, mọi người trồng mấy chậu. Rồi, cái phần nào cũng giống như phần nào nha mọi người. Đấy, phần số 9 cũng tiểu hồ điệp. Tiểu hồ điệp rừng, đó. 10, 11, 12 cũng tiểu hồ điệp rừng. 13, 14, 15. Đấy, rất là nhiều. Rất là nhiều cây nha mọi người. Lá giống như cây hồ điệp rừng, cây hồ điệp mà mọi người trồng hay mua vào dịp Tết ấy, để chơi ấy. Lá nó giống hồ điệp này, nên mọi người ta gọi là tiểu hồ điệp, còn kia là đại hồ điệp. Rồi, mỗi suất như thế này là 100.000 nha mọi người, rất là tuyệt vời. Rồi, tiếp theo, đến phần số 16, thì cái phần này 100.000 nha mọi người. Đấy, đây một bó là thanh đạm hàm long này, đây là lọng vàng nha mọi người, hoa... cực kỳ cũng đẹp nha mọi người. Đấy, lọng vàng, lá rất là to này, lọng nó có hoa màu vàng, hoa này cũng rất là đẹp. Đấy. Rồi, 100.000 cho một phần này như thế này, chỉ có 4 phần thôi nha mọi người. Này là mua cho mọi người sưu tầm, nói chung nhìn cái củ cái lá cũng mê rồi nha mọi người, hoa cũng rất là đẹp. Đấy. Hoa màu vàng mà có những cái băng, cái hoa băng cũng rất là đẹp trên cái hoa. Đấy. Hôm nay là thanh đạm hàm long, mùa này cũng đang bấp nha mọi người. Đấy. Đang có nụ. Rồi. Theo là phần 18 cũng thế.
Này là lụm vàng, rất là đẹp. Này, thanh đạm hầm long luôn này. Đây, lụm vàng. Rồi, thanh đạm hầm long hoa rất đẹp, hoa to. Đấy, hoa có những cái trái như thế này nha mọi người. Đó là mùa trước của nó. Rồi, 19 cũng thế nha mọi người. 19 cũng 100.000 cho một cái bó lụm vàng này. Đấy, phân lụm vàng. Rồi, đây là toàn là lụm vàng hết nha mọi người. 100.000 cho một phần. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay là có 1, 2, 3, 4, 5, 5 số kim điệp sông nha mọi người. Đấy, phần đầu tiên thì mỗi phần 100.000 nha mọi người. Đây, phần này có các dề như thế này nha mọi người. Đấy, đây là phần đầu tiên. Kim điệp sông thì hoa rất là đẹp, hoa màu vàng. À, đây có những củ này là kim điệp sung lùng mập mà dinh dưỡng rất là tràn trề rồi. Đấy, cho mọi người một mùa hoa sắp tới rất là ok luôn. Đấy, rồi 100.000 nha mọi người. Phần số 20, 21 này cũng 100.000. đây 1, 2 này. Đấy, hàng rất là ok nha mọi người. 3, 4, 5, 6, 7, 8 đó. Rồi một phần 100.000. Phía phần 22 có cái chì rất là đẹp nha mọi người. Đấy, kim điệp sung thì hoa rất là cực kỳ đẹp rồi, màu vàng có chùm thả buông xuống rất là đẹp. Đây, kim điệp nở vào vùng sung này gọi là kim điệp sung. Rồi này về mọi người ghép trên vỗ lũa cây vú sữa nhãn cũng rất là đẹp. Và tiếp theo là phần 23, đây cũng rất là nhiều nha mọi người, mập và lùn tùm lum tùm la. 100.000 trên một xúc như thế này nha mọi người. Rồi đó là cái phần 23. Phần 24 cũng kim điệp sung, phần này cũng 100.000 nha mọi người. Đấy, này gồm có các phần hay nhỏ nhỏ mập mập đây, ông về đàng hoàng nha mọi người. Đấy, mọi người chịu khó về ghép tỉ mỉ ghép chờ chị vui. Đấy, chỉ có 100.000 thôi, rất là rẻ. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694 nha mọi người. Đấy, mọi người mua phần nào thì gọi chốt cho em phần đó. Đấy, rồi để nhận những clip mới thì mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh đó, bên góc này nè, để nhận những clip mới trên cái kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2 của em. Rồi một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Rồi chúc một lần nữa chúc tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Rồi em xin phép dừng clip tại đây. Rồi hàng mọi người thì sáng mai em trong ngày mai em sẽ gửi sớm cho mọi người nha, tối em chốt hàng rồi em sẽ gửi đây cho mọi người nhé. Rồi chào tất cả mọi người nha.